Chỉ kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả nhà báo Ngô Nhân Dũng đăng trên đài tiếng nói Hoa Kỳ Xây dựng chỉnh đốn mãi chưa xong Ông Nguyễn Phú Trọng cũng sắp xỉ tuổi ông Joe Biden gần 80 tuổi cả rồi Dân Mỹ thì ngày nào cũng thấy ông Biden trên TV Cái nghề tổng thống nó vất vả Cần cho dân thấy mình đang làm việc Mỗi ngày đều có việc mới Để người dân không quên họ có một ông tổng thống Bởi vì ông sẽ ra tranh cử nữa Ông Trọng thì được cái an nhàn hơn từ khi chỉ còn giữ một chức tổng bí thư. Cả năm, ông ra mắt dân chúng năm ba lần cũng đủ rồi. Nhiều người Việt, kể cả người trong nước có khi cũng đã quên ông rồi. Nhưng ông Trọng không cần dân bỏ phiếu, nhớ đến bộ mặt của mình thì ít lợi gì. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng nắm cả hai chức, chủ tịch nước và tổng bí thư, giống ông Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc. Ấy. Thế rồi ông Trọng bệnh nặng, nhờ ơn trời Phật vẫn còn sống, nhưng ông không thể làm chủ tịch nước nữa, không phải lo họp hành dự lễ là không cần phải đến các băng khánh thành cái trụ sở nào hết. Nên ông yên tâm nằm dưỡng bệnh chờ đến giờ thì uống thuốc, chích thuốc hay thoa bóp rồi uống sâm. Chỉ làm tổng bí thư thì lâu lâu mới phải đứng dậy ra khỏi giường. Nhưng hiện nay cả nước ai cũng có thể thấy các ông Nguyễn Xuân Phúc và Minh Chính trên TV mỗi ngày. Nhiều người Việt có thể đã quên rằng nước mình còn có một ông nữa giữ chức tổng bí thư lớn hơn hai ông Phúc và Chính. Vì vậy, lâu lâu ông Nguyễn Phú Trọng phải xuất hiện. Đầu năm 2021, mọi người được thấy mặt ông nhân dịp đại hội thứ 13 của đảng Cộng sản. Ông Trọng được mời ra nói về xây dựng chỉnh đốn đảng. Hey, đó là cái nghề chuyên môn của ông, cái nghề tay phải như người Việt mình hay nói. Có người đi học tiến sĩ, chọn nghiên cứu về bệnh ung thư. Có người tìm hiểu về ngôn ngữ Quechua ở Peru và Colombia. Có người thì chọn ngành gây giống lúa. Đại khái, mỗi người chọn một nghề. Luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Phú Trọng đó, làm tại Moscow năm 1983 thì chọn nghề xây dựng đảng, tiến sĩ môn xây dựng đảng. Bảy năm sau, Liên Xô sụp đổ, các vị tiến sĩ cùng nghề ở Nga đều mất việc cả. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thì vẫn kiên quyết tiếp tục hành nghề, bổ sung những nhận thức mới về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Ngày 26 tháng Giêng năm 2021, ông Trọng phải mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt đỏ, đứng nói mấy câu trong đại hội 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Nói xong rồi thì lại vào giường nằm. Như dân Việt Nam biết, ông vẫn còn sống bình an. Bắn đi gần nửa năm không ai thấy hình ông nữa. Bỗng vào tháng 5, trên TV chiếu cái cảnh ông Kim Jong-un, lãnh tụ đáng yêu đáng kính của Bắc Triều Tiên, lên đài hô hào nhân dân tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội, không được ngồi xuống nghỉ uống trà hay xỉa răng. Ông Nguyễn Phú Trọng nhìn cậu bé nhỏ tuổi hơn con mình mà cũng lên mặt dậy đời. Thành ra thấy ngứa nghề. Ông bèn kêu thư ký đem laptop tới, bảo viết một bài báo mới rằng một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Viết dễ lắm. Đại khái cứ theo đúng sách vở học ở trường đảng tại Liên Xô thời năm 1980 á, rồi nhắc lại các cái câu khẩu hiệu từ thời Stalin Mao Trạch Đông đó, chỉ cần thêm chút mắm muối cho nó có màu sắc hiện đại chứng tỏ mình cũng là một nhà lý luận biết tiếp thu bổ sung một cách có chọn lọc. Phần mắm muối ông Trọng sáng tạo thêm đã viết rằng chủ nghĩa học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào sơ cứng trì trệ lạc hậu so với cuộc sống. Wow, mới mẹ thật! Vì những ông Mao cũng như ông Sít, rồi ông Hồ, ông Dưỡng chưa bao giờ nói tới sơ cứng trì trệ lạc hậu. Tới thời Gopachev mới dám nhìn nhận thấy những cái căn bệnh thâm niên đó một sinh lực mới khác gợi hứng cho ông trọng thêm vào cái là khẩu hiệu của dân do dân và vì dân nghe nói một ông tổng thống Mỹ nào đó đã bày ra ông Nguyễn Phú trọng đã sáng tạo thành một câu của mình chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có wow thật là một sáng tạo không phải chỉ có một thiểu số giàu có Đọc tới cái câu đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều giật cả mình, nghĩ ông Trọng đang nhắm nói về họ. Thực sự, họ rất giàu có, mà họ cũng chỉ là một thiểu số tí hon trong 99 triệu dân Việt Nam. Vì thế, Ban chấp hành Trung ương đã tổ chức một hội nghị lần thứ tư vào cuối tháng 10 vừa rồi, vẫn để nói về cái chuyện xây dựng chỉnh đốn đảng Hội nghị này đã thống nhất cao trong kết luận là kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Không ai biết thống nhất cao thì nó khác với thống nhất thấp như thế nào. Các ủy viên trung ương đã phản ứng với nhận định chỉ cho một thiểu số giàu có của ông Tổng Bí Thư bằng cách nhấn mạnh cần ngăn chặn đẩy lùi các suy thoái về đạo đức lối sống. Không nói gì đến việc truy tố các hành vi phạm luật vì đảng chỉ xử lý nội bộ, không bao giờ cần tòa án với luật pháp cả. Không quên vẫn phải tiến tới chủ nghĩa xã hội, các ủy viên cũng thề là sẽ xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cũng không biết xử lý nghiêm với xử lý bình thường thì nó có khác nhau chỗ nào không, vì chưa thấy xử lý ai cả. Nhưng biết chắc là họ không có tự diễn biến, tức là không chấp nhận tự do dân chủ một sáng kiến của hội nghị lần thứ tư là đã thảo luận và thống nhất cao một quy định mới mang số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm. Sau đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản ngày 29 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về những điều mà đảng viên không được làm. Ôi dân nghe nói thì vui mừng quá xá, té ra cũng có những điều đảng viên không được làm à dân chưa được thấy các cái quy định mới đó nó như thế nào. Chuyện thăm cung bí sử chắc người ngoài sẽ không bao giờ được đọc. Chỉ biết rằng ngày 9 tháng 12, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có cơ hội xuất hiện, chủ trì hội nghị toàn quốc, quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, gồm đủ mặt các cán bộ lớn nhỏ trong đảng cũng như các tổ chức châu ria Và kết quả của hội nghị là gì? không cần phải suy nghĩ gì cho mệt óc, người Việt Nam nào cũng có thể đoán ra. Thông cáo cho biết Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nghĩa là vẫn những lời lẽ như cũ, chỉ thêm một hứa hẹn đó là trong sạch và vững mạnh. Thôi Nói mãi về xây dựng, chỉnh đốn đảng cũng đủ mệt rồi, đó, thưa quý vị. Khi một tổng bí thư đang lâm trọng bệnh, vẫn chứng tỏ mình còn nói được, vẫn không ngưng làm cái nghề xây dựng và chỉnh đốn đảng thì thật là đáng mừng cho gia đình vợ con ông. Dân Việt Nam lại tiếp tục sống với lợi tức bình quân có 3.600 đô la một năm thôi, gần bằng phi luật Tân Philippines, ấy, bằng một phần ba lợi tức của dân Malaysia và chỉ bằng một nửa lợi tức của dân Thái và chỉ giàu hơn dân ba nước, Campuchia, Lào và Miến Điện thôi. Nhưng tất cả các nước Đông Nam Á đó, lợi tức trung bình của họ là 5.000 đô la một năm. Không nước nào được chứng kiến cái công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng một năm nói đến ba lần như cái đám dân con cháu lạc hồng ấy anh chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của tâm thức việt ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau